những câu đố vui, đoán tên chuyện cổ tích nước ngoài qua hình ảnh. Chúng ta hãy bắt đầu nhé! Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Đáp án là chuyện con quỷ trong chai thủy tinh. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Là chuyện cô bé bán diêm. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Là chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Đáp án là chuyện đôi giày đỏ. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Là chuyện hoàng tử ếch. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Là chuyện A-la-đanh và cây đèn thần. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Là chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Đáp án: ba sợi tóc vàng của con quỷ. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Là chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Là chuyện Alibaba và 40 tên cướp. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Là chuyện con quỷ và 3 người lính. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Là chuyện cô bé lọ lem. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Đáp án là chuyện cha đỡ đầu là thần chết. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Là chuyện cây bút thần. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Là chuyện nàng công chúa và hạt đậu. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Là chuyện bà chú Tuyết. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Là chuyện 7 con quạ. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Là chuyện chó sói và 7 chú dê. đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Là chuyện cáo và sói. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Là chuyện con ngỗng vàng. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Đáp án là chuyện vua trộm. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Là chuyện chàng chăn lợn. Đây là chuyện cổ tích nước ngoài nào? Hãy cho đáp án của bạn ở dưới video này nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem.